Suy niệm lời Chúa Chúa Nhật 25 thường niên. Quá or over. Bài tin mừng tuần này phản ánh sự tương phản quá lớn giữa ta với Thiên Chúa. Hãy cùng suy niệm về sự khác biệt ấy để thấy mình tệ đến thế nào. Thiên Chúa quá yêu thương tôi, Ngài luôn rảo quanh tìm kiếm, cất tiếng gọi và mời tôi đi làm vườn nho bất cứ vào giờ nào. Trong khi tôi quá lạnh lùng, dửng dưng, thậm chí né tránh anh em mình khi họ tìm đến tôi. Thiên Chúa quá nhân từ, Ngài chẳng hề tính toán dù tôi là người thợ được gọi vào giờ thứ 6, giờ thứ 9 hay thậm chí giờ thứ 11, trong khi tôi lại quá hà khắc, hà thiện với anh em. Tôi nổi giận khi anh em mình đến trễ một vài phút, nhưng lại rất vô tình khi ép họ lao động thêm nhiều giờ cho mình. Thiên Chúa quá quảng đại và tử tế, Ngài không chỉ tưởng thưởng những đấu đã dành đã lắc đầy tràn cho những môn đệ thân tín, mà còn luôn trao tặng những ơn lành vượt mức, vượt những công sức của tôi, một người thợ bất xứng, đến muộn vào giờ thứ 11. Trong khi tôi lại quá nhỏ mọn và xấu thói với anh em, tôi ghen ăn tức ở với thành công của người khác. Tôi chẳng biết vui với người vui, khóc với người khóc, nên buồn khi thấy người khác thành công và vui mừng khi họ lao đao thất bại. Tôi luôn bảo vệ lợi ích của mình và đẩy thiệt thòi về phía anh em. Cho con biết yêu thương trọn đời, cho con biết yêu thương ngàn đời, yêu thương cả cuộc đời, yêu thương hết mọi người. Chúa ơi, cho con biết say mê tình Chúa, cho con biết say yêu tình Ngài, vì lòng yêu Chúa thôi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu con tôn thờ, tình yêu ôi cao vời vượt trên muôn núi đồi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu đời con luôn cay nhờ, dù gian nguy trong đời tình con vẫn rạng. Cho con mãi chung kiên ngàn đời, cho con chẳng khi nào phụ tình, tim luôn mở rộng mời, trong say đắm tình.